cộng đồng người việt ở ngoại ô washington dc vừa mở chương trình cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho lực lượng cảnh sát đang làm việc tại thủ đô của nước mỹ giữa đại dịch covid đây là một trong những hoạt động tiếp nối chương trình cung cấp suất ăn nóng miễn phí sẻ chia với các nhân viên y tế tuyến đầu những người hàng ngày đang phải đối mặt với covid chương trình nhận được sự ủng hộ của những tình nguyện viên thuộc các thế hệ người gốc việt đang sinh sống trên đất mỹ trong thời nay là nhiều người người ta thấy có thể là cảnh sát là người xấu nhưng mà phải hiểu là phần Đông người, 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 người cảnh sát làm việc để giúp đỡ người dân à, mà người ta cũng uh, lo cho cái thành phố này rất kỹ ngoài các bác sĩ ngoài tuyến đầu thì có các nhân viên cảnh sát cũng ngày đêm làm việc rất là mệt mỏi giữ gìn an ninh và cũng phải là tiếp xúc với lại bệnh dịch covid hiện nay cho nên mình cũng xin tiếp tay để được đóng góp một phần nào vào cái công cuộc ý nghĩa này Điểm đến của chương trình suất ăn trưa miễn phí lần này là đồn cảnh sát quận 6 nằm ở trung tâm thủ đô Washington DC với hàng chục cảnh sát chia ca làm việc liên tục 24 trên 24 giờ mỗi ngày để đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của những người tham gia chương trình đối với các nhân viên cảnh sát cùng những vất vả của họ trong thời điểm dịch bệnh tại thủ đô nước Mỹ. Mình rất là cảm kích trước sự thành nguyên của nhà Việt và cộng đồng Việt Nam đã ủng hộ bày tỏ sự cảm kích chân thành cảm cảm kích đến những cử cử chỉ rất là đẹp này trong cái đại dịch Covid này 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 có rất là nhiều người đã phải bỏ công bỏ sức và hy sinh từ gia đình cho đến mọi chuyện cá nhân của mình để mà giúp cho mọi người có safety hơn, healthy hơn. Do đó tụi này không biết là chương trình ngưng hay không ngưng nhưng mà tụi này vẫn tiếp tục làm những cái điều gì để chia sẻ được một phần nào với những với những cái sự mà họ đã hy sinh bản thân họ và hy sinh cả gia đình của họ. Dự kiến thì cuối tuần tới đây chương trình sẽ tiếp tục đem những phần ăn trưa nóng tới với các đồn cảnh sát ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington trong những tuần vừa qua hàng trăm suất ăn trưa miễn phí đã được cộng đồng người việt ở ngoại ô thủ đô washington gửi tới các nhân viên y tế tuyến đầu và giờ đây chương trình tiếp tục đến với lực lượng cảnh sát như một lời cảm ơn về tinh thần phục vụ của họ trong thời dịch bệnh